Dòng hatchback này có 10 phiên bản và có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1,2 lít, sản sinh công suất tối đa 83 mã lực, mô men xoắn cực đại 116 Nm. Thứ hai là động cơ diesel 3 xi lanh, dung tích 1,2 lít, cho công suất 75 mã lực, mô men xoắn là 194 Nm. Cả hai đều sử dụng hộp số sàn 5 cấp và hộp số bán tự động AMT 5 cấp. Cùng với đó là 8 tùy chọn màu ngoại thất. Xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Suzuki Quiz của hãng xe Nhật Bản Suzuki. So với thế hệ cũ, hatchback này dài hơn 40mm, rộng hơn 20mm, trong khi chiều cao vẫn giữ nguyên. Chiều dài cơ sở dài hơn 25mm, 65% khung xe được làm từ thép cường độ cao, giúp tăng thêm độ chắc chắn. Mâm xe hợp kim đường kính 15 inch với lát cắt kim cương đậm chất thể thao. Nội thất của Rani 10 Nios cũng có những cải tiến đáng kể. Vô lăng ba chấu được bọc da, có thiết kế tương tự như các mẫu SUV. Hệ thống thông tin giải trí gồm màn hình LCD 5,3 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto, Apple CarPlay. Ngoài ra, Rani 10 Nios còn được trang bị sạc không dây cho smartphone, điều hòa tự động, tính năng lọc không khí, hệ thống HVAC điều khiển bằng núm xoay. Ngoại hình của Rani 10 Nios ấn tượng và đậm chất thể thao hơn so với người tiền nhiệm. Thân xe nổi bật với những đường gân dập nổi tạo nên sự khỏe khoắn. Rani 10 thế hệ thứ 3 sử dụng lưới tản nhiệt dàn thanh ngang sơn màu đen. Dải đèn LED chiếu sáng ban ngày được đặt ở góc lưới tản nhiệt. Đèn pha dạng LED với thiết kế hoàn toàn mới. Đèn hậu LED cũng được thiết kế lại với kích thước lớn hơn. Đuôi xe gây ấn tượng với dải chrome chạy ngang, logo Nios đặt chính giữa phần đuôi. Nguyễn Nghĩa, Beautiful Car, mang xe đẹp đến mọi nhà.